Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau về những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Tuần vừa rồi là một tuần khá là ảm đạm của thị trường crypto với rất là nhiều những cái chuyển biến rất là tiêu cực. Tuy nhiên, mình tin chắc là đâu đó các anh em tham gia vào thị trường DeFi thì cũng được nguôi ngoai phần nào với rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến airdrop, những cái phần thưởng nó cũng hết sức là thú vị trong một tuần vừa rồi. Tuy nhiên là trước khi đi vào cái nội dung chính cũng như là những cái khía cạnh về câu chuyện airdrop trong tuần vừa rồi thì như thường lệ chúng ta sẽ dành thời gian để chào đón một gương mặt, một người đồng hành hết sức là quen thuộc với chúng ta trong chuỗi podcast này. Ok, hello, xin chào Tiến. Ok, xin chào anh Nguyên cùng với tất cả những anh em đang ngồi nghe podcast DeFi Discussion tuần này ha. Rất là vui khi lại được ngồi đây cùng trò chuyện với anh Nguyên về những cái chủ đề thú vị xoay quanh thị trường crypto cũng như là DeFi ngày hôm nay. Ok, chúng ta nói rất là nhiều về cái từ khóa airdrop, đặc biệt là nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên á, là có một cái điểm, một cái đặc sản của cái airdrop trong cái chu kỳ này mà dễ dàng nhận thấy, chắc nhiều anh em nghe podcast cũng dễ đoán được, đó là cái cơ chế điểm thưởng point. Thì trong tập tuần này chúng ta sẽ mổ xẻ về những cái cơ chế này để đâu đó chúng ta tìm cho mình những cái lựa chọn làm sao cho nó phù hợp, đặc biệt là khi mà bây giờ dự án nào thì gần như dự án nào thì họ cũng đã có một cái cơ chế point của mình, thì đâu đó nó sẽ hơi loạn một xíu và nó cũng hơi khó để đưa ra những cái quyết định làm sao cho phù hợp. Thì hy vọng là tập podcast tuần này đâu đó nó sẽ giúp anh em tìm ra được cái câu trả lời đó cho mình. Rồi thì chắc là đầu tiên nhờ Tiến đi là sơ lược một xíu về cái câu chuyện point này, cũng như là muốn biết là nếu mà từ góc nhìn của Tiến á, thì khi mà phải phân loại những cái dự án theo cái cơ chế điểm thưởng như thế này thì không biết cái góc nhìn của Tiến và cái cách phân loại của Tiến nó sẽ như thế nào ha. Yeah, ok, thì câu chuyện về point này đúng là một câu chuyện rất là thú vị, bởi vì ở đâu có rất là nhiều những cái meme trong thị trường ha. Chúng ta có thể thấy lần nào bất kỳ một cái dự án nào tuyên bố một cái airdrop program thì nó cũng sẽ có liên quan tới POI, và dần dần những cái meme xuất hiện là đâu đâu cũng là POI ở khắp nơi. Nói sơ qua về cái POI này thì chúng ta có lẽ cũng cần đi ngược về quá khứ một xíu về cái sự hình thành và ra đời của cái POI này. Thì thực ra thì mình cũng không rõ rằng cái lần đầu tiên mà những cái POI program này được áp dụng là cho dự án nào, mình không nhớ rõ, mình không biết là nó áp dụng cho dự án nào. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà mình, mà có lẽ là cũng rất là nhiều anh em ở đây để ý tới cái POI này, có lẽ là bắt đầu từ cái trào lưu của Fantech vào đâu đó khoảng, mình nhớ không nhầm là mùa hè năm ngoái, tháng 7, tháng 8 năm ngoái gì đó. Thì là một dự án Fantech, là hồi đó là một cái dự án khá là nổi hơn, được khá là nhiều những cái KOL, những trên Twitter họ siêu, họ gọi nó là một cái kiểu, một cái Twitter mới của thị trường crypto chẳng hạn, lead gen social file rồi cái kiểu các kiểu như thế. Thì hồi đó mình nhớ không nhầm thì đã thậm chí đã có những cái key, những cái key trên trong Fantech, những cái key của những KOL lớn như là Kobe hoặc là Hasaka, họ lên tới vài em một key là chuyện bình thường. Và nếu mà ai có chơi thì các bạn còn nhớ rõ là các bạn nắm key rồi theo thời gian thì dự án sẽ trả point cho các bạn, và cứ như thế các bạn tích point, và cái point sau này dự án không nhớ nói rõ nha. Mình nhớ không nhầm là dự án không hề nói rõ là cái POI đó dùng để làm gì, và vô hình chung là tất cả mọi người đều nghĩ rằng POI đó phục vụ dùng đất airdrop. Thì đó là câu chuyện, là mình hình nhớ là như vậy, nó bắt đầu với mình là như vậy. Thì ok, thì sau đó thì market chuyển biến có vẻ là hơi xấu một xíu, và sau đó mình nhớ không, đó không lâu thì đã có một số những cái dự án bắt đầu học theo những cái chương trình này. Và mình nhớ điển hình nhất, có lẽ là rõ ràng anh em nhớ rõ ràng nhất, hai cái quả bom tấn, đó chính là kiểu Blast với lại giống như mình nhớ là Manta. Thì hai cái dự án layer 2 này, mình nhớ không nhầm nha, là mỗi dự án thu hút khoảng đâu đó khoảng về 1.6-1.7 tỷ TVL gì đó, chỉ trong khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Đó là một con số phải nói là thực sự là rất là lớn, nếu mà chúng ta đều nhớ là trong cái đoạn đó market thực sự chưa hồi phục như thời thì hiện tại đâu, mà thu hút được con số tới 1.6-1.7 tỷ TVL trong khoảng một vài tháng là một con số thực sự rất là khủng khiếp ở thời điểm đó. Thì đó, thì câu chuyện đó nó bắt đầu đã từ cái sự thành công của hai dự án đó là Blast với Manta đó, với hai cái cơ chế điểm thưởng là POI program với lại New Paradigm đó. Thì nó đã vô hình chung nó kéo ra rất là nhiều dự án cũng học theo cũng làm theo cái POI program này, và vô hình chung ta có một cái tình hình như market hiện giờ, đâu cũng là POI, đâu cũng là POI, đâu cũng là POI.
Yeah, thì đó là câu chuyện từ quá khứ cho tới hiện tại. Thì như anh Nguyên có hỏi em á, là nếu phải phân chia những cái mô hình POI của các dự án hiện tại thì em sẽ phân chia theo những cái nhóm nào? Thì đúng, ở thời điểm hiện tại như em đã nói là có rất là nhiều những cái dự án nó đang làm POI program. Và nhìn vô thì nếu mà là một người mới, không cần phải là người mới đâu, người cũ như chúng ta đây cũng thấy bắt đầu cảm thấy bị ngợp rồi và cũng bắt đầu phải phân vân không biết là cái nào ra cái nào rồi, POI nào ra POI nào rồi. Thì thậm chí cũng đã xuất hiện những cái dự án làm về OTC market, kiểu OTC POI giống như kiểu well market đó, kiểu như vậy. Thì chúng ta bắt đầu cảm thấy bị ngợp. Và chính vì vậy thì em cũng đã có từng suy nghĩ về câu chuyện là khi mà nhìn vô thì chúng ta mình nên phân loại những cái dự án này như thế nào đây. Thì theo em, nếu mà đứng ở cái góc độ là một cái investor cũng như là một người cũng thường hay đi săn những cái airdrop từ những cái dự án tiềm năng hoặc là kiểu như vậy, thì em nghĩ là mình sẽ chia dự án theo, thứ nhất là rõ ràng nhất thì chúng ta có cách chia giống như là kiểu chia theo kiểu dự án airdrop, theo kiểu linear với lại tier, được chưa? Linear là tuyến tính á. Linear là tuyến tính, tier là theo từng hạng một á. Thì tức là ai linear là giống kiểu ai càng nhiều POI thì sẽ càng cái allocation của họ càng to kiểu vậy, và ai được ít POI allocation của họ sẽ càng ít. Còn tier là nó sẽ giống như kiểu mà nếu mà ai có ở đây anh em có làm con Zito trên Sol hồi trước thì anh em sẽ nhớ cái kiểu cái tier này, tức là từ khoảng bao nhiêu POI đó đến bao nhiêu POI đó, ví dụ như từ khoảng 1.000 đến 2.000 POI thì nó sẽ là một tier, và trong tier đó sẽ được allo bao nhiêu token đó. Thì nó sẽ có hai cách kể theo kiểu đối đứng ở góc độ investor như vậy, thì mình đang thấy rõ ràng nhất là sẽ có hai kiểu chia như vậy. Nhưng mà thực sự á, thì khi mà chúng ta làm airdrop chúng ta sẽ không thể nào mà biết được là dự án sẽ chia kiểu linear hay là kiểu tier. Thì nếu mà một cách kiểu dễ dàng hơn để mình chia những cái nhóm này ra thì em nghĩ là em sẽ chia theo cái kiểu mà dựa theo cái việc mà dự án sẽ công bố cái POI của họ, cái POI program của họ như thế nào. Tức là cái giống như việc là Frentech và Athena. Frentech họ có tổng cộng là khoảng 1 tỷ POI đúng không? 1 tỷ POI. Còn về Athena thì họ cũng giới hạn ở cái một cái lượng POI nhất định. Đó, và họ không có in thêm POI, họ cũng là không có extend cái POI program của họ ra thêm nữa. Họ dùng cái từ SAT đúng không? Đúng rồi. Đối với Athena thì họ dùng cái từ SAT chứ sai về POI. Một cái tên gọi khác. Thì ok, thì những cái program này em thấy nó có một cái ưu điểm là đối với những cái retail thì như chúng ta đây, ok, tức là chúng ta không có cái lượng capital, cái lượng vốn của chúng ta không có quá nhiều á, thì chúng ta sẽ có cách nào chúng ta estimate được là một POI đó sẽ trị giá khoảng bao nhiêu, kiểu là như vậy. Chúng ta có tokenomics của dự án, chúng ta sẽ vô hình chung ta có một cách nào chúng ta estimate được cái lượng POI của đó, những cái lượng farm đó chúng ta sẽ farm được bao nhiêu, thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược phù hợp hơn với bản thân, kiểu là như vậy. Và một cái nhóm dự án khác là những cái dự án gần limit, tức là sẽ không có cái giới hạn về cái POI của họ, tức là họ mập mờ trong cái việc là sẽ có chương trình POI program của họ sẽ kéo dài trong bao lâu và liệu có extend ra hay không, và hay là giới hạn cái lượng POI của họ lại như thế nào. Thì kiểu là như vậy, thì đứng ở góc độ investor hoặc là một cái farmer airdrop thì những cái dự án như vậy nó rất là khó cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta kiểu, thứ nhất là nó tạo cho chúng ta một cái ảnh hưởng về tâm lý, chúng ta sẽ không biết là sẽ làm tới bao giờ rồi phải chờ đợi đến bao lâu, và thứ hai là chúng ta sẽ không biết được là không estimate, không có tính toán được là cái lượng token mà chúng ta có thể tìm được hoặc là giá trị đó có thể kiếm được bao lâu, và nó tạo ra vô hình chung là tạo ra một cái rào cản về tâm lý dành cho những cái nhà đầu tư, kiểu là như vậy. Về cơ bản thì cũng có một cái cách chia, nhưng mà cái cách chia này thì nó đơn thuần là nó cũng không gì mới, nó cũng không phát sinh vì cái mô hình mới là cái POI này. Thì cái cách chia của anh là nó về mặt gọi là round, tức là có cái dự án thì họ sẽ phân theo từng round á, là mỗi round là sẽ có bao nhiêu POI các thứ, và nó sẽ duy trì nhiều round như vậy. Thì đâu đó cái cách chia này thì nó sẽ duy trì được cái độ tương tác, cái gắn kết của người dùng với lại cái dự án đó hơn. Hoặc là có cái dự án thì đâu đó họ sẽ làm theo cái kiểu là gọi là end luôn, tức là làm một lần là end luôn và phát cái token và kết thúc cái chương trình point đó luôn. Thì là một cái nhóm phân nhóm khác theo cái kiểu point này. Thì ok, chúng ta nói về cái việc là POI nó đã trở thành một cái xu hướng và nó khá là đại trà thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là đâu đó thì chúng ta nên đi về cái bản chất, đi về cái lý do cốt lõi của cái câu chuyện này.
thì chắc là muốn nghe Tiến nói nhiều về cái câu chuyện là nếu như mà chúng ta đặt góc nhìn không phải từ những cái người retail ha, những cái người mà đứng từ ngoài nhìn vào dự án, nhưng mà chúng ta ok nghĩ về cái cách mà dự án họ sẽ suy nghĩ về cái câu chuyện point này như thế nào, thì theo Tiến thì các dự án họ sẽ hưởng lợi như thế nào từ cái cơ chế point này, và vì sao họ ưa chuộng cái cơ chế point này trong cái chu kỳ hiện tại? Yeah, thì đúng là như anh Nguyên nói, thì có lẽ cho tất cả chúng ta ở thời điểm hiện tại khi mà đã chơi những cái để sử dụng qua những cái boy program này đủ lâu, nó sẽ bắt đầu ngán ngẩm đối với những cái boy program này, đúng không? Đứng ở góc độ là retailer, bởi vì có quá nhiều cái boy program được đưa ra. Còn đứng ở góc độ của dự án thì em thấy đây có lẽ là không phải là một cái chiến lược gọi là quá tồi để họ quảng bá cái dự án của mình, để marketing cái dự án của mình. Bởi vì thứ nhất, theo quan điểm của em, một dự án khi mà ra cái boy program, thứ nhất là boy họ tạo ra được từ không khí, đúng không? Tức là khi mà họ ra một cái boy program đó, cơ bản là không có một cái promise, tức không có một cái lời hứa cụ thể nào rằng là cái boy đó sẽ được quy đổi ra token ra như thế nào, hay là quy đổi khi nào, hoặc là liệu, thậm chí là liệu có được quy đổi ra token hay không. Mọi thứ, có những cái dự án rất là mập mờ, họ chỉ cứ tung ra boy program vậy thôi và để người dùng tự suy đoán mọi thứ. Bởi vì AirOp, chúng ta làm AirOp đúng không? Đa phần chúng ta làm AirOp không phải chỉ một phần là để trải nghiệm dự án, và một phần là AirOp là chúng ta làm AirOp, chúng ta dựa trên là đang kỳ vọng vào một cái lời hứa của đến từ dự án là họ sẽ chia AirOp cái allocation token cho mình. Và rõ ràng một cái boy program là một cái hint khá là cụ thể để họ chứng minh cái điều đó, tức là chúng ta làm boy program là chúng ta sẽ được token. Nó là một cái hint khá là cụ thể, thì chúng ta đang vô hình chúng ta có một cái suy nghĩ trong đầu như vậy. Thì nó thu hút được người dùng, rõ ràng nó thu hút được khá là nhiều, không chỉ là người dùng bình thường, thậm chí kể cả những farmer AirOp, rồi rất là nhiều người họ đến bởi vì họ muốn tìm kiếm allocation trong những cái dự án lớn, hoặc là họ tìm kiếm trong những cái dự án tiềm năng, kiểu là như vậy. Thì đó, nó theo quốc điều cá nhân của em, thì khi mà người dùng đến với lại những cái việc farmer AirOp vậy, thì nó giống như là một cái cuộc bet vào cái việc là dự án sẽ chia allocation, một cái allocation tương đối cho mình, và hy vọng là cái allocation đó sẽ to, kiểu là như vậy. Còn đứng ở góc độ dự án thì cái việc mà đưa ra những cái boy program như này không chỉ là cái việc mà marketing cho dự án, thu hút người dùng đến với dự án, mà nó giống như lời trong một bài post của Arthur Hayes có nói, những cái boy program này, thứ nhất là nó sẽ, nếu mà những cái boy program này thành công, nó sẽ thu hút được nhiều người dùng, đúng không? Rồi thu hút được người dùng, nó tạo ra nhiều transaction, và dự án có thể, thứ nhất là vừa marketing cho dự án của họ được, thứ hai là dự án có thể vừa sử dụng những cái số liệu đó, những cái static đó, ví dụ như là bao nhiêu volume giao dịch bao nhiêu một ngày, hoặc là bao nhiêu transaction một ngày, để họ có thể raise vốn những cái vòng tiếp theo, hoặc là họ dùng cái đó để marketing, tiếp tục marketing cho bản thân. Thì đó cũng là một cái kiểu, một cái theo đúng lời của Arthur Hayes nói, là một cái kiểu ICO mới trong cái chu kỳ lần này, nó là như vậy. Thì đó, rất là nhiều những cái lợi ích khi mà họ đưa ra, tung ra một cái chương trình program, trong khi thứ mà họ phải bỏ ra đó chính là một đống POI được in ra từ không khí. Thì cơ bản thì nó là một cái cuộc gọi là giao dịch quá là hời so với họ. Thì em nghĩ đúng là họ có thể là không phải là kiểu, họ không phải là người sai trong khi mà họ đưa ra những cái chương trình program đó. Họ là, nói chung là, nó là vì những gì tốt nhất cho dự án, kiểu vậy. Anh thấy có một cái hay của cái point này là nó mở ra rất là nhiều những cái dạng thị trường mới. Ví dụ như hồi nãy Tiến có đề cập là cái câu chuyện về OTC, đúng không? Mọi người cũng giao dịch những cái point này, thì nó cũng là một cái mảng thị trường. Tất nhiên nó vẫn đâu đó nó vẫn sẽ có cái yếu tố là bet ở trong đó, tức là một xíu đánh cược ở trong đó. Nó là a bet on a bet, đúng không? Thì chúng ta sẽ không bàn sâu về cái câu chuyện là liệu cái đó nó có tốt hay không, nhưng mà cũng có nhiều cái thị trường nó được xây dựng ở trên những cái nền của cái point này. Ví dụ như là chúng ta cũng thấy là cũng có một vài cái câu chuyện liên quan đến cái PT của YT giống của Pendle, thì nó cũng mở ra những cái thị trường mới và nó tăng cái độ sôi động cho cái hoạt động giao dịch của các cái blockchain, và nó gọi là nó bổ trợ khá là tốt lẫn nhau cho giữa các cái sản phẩm này. Ok, thì bây giờ chúng ta nói với nhau về việc là có quá nhiều cái point ở thời điểm hiện tại, đúng không? Nhưng mà ví dụ như giờ phải đặt lên bàn cân, có một cái dự án A và một dự án B, và buộc phải chọn một trong hai, thì đâu là những cái tiêu chí để gọi là lựa chọn làm sao cho nó hợp lý? Bởi vì chúng ta biết là bây giờ thì khá là nhiều dự án rồi, khá là nhiều cái mô hình point này. Tất nhiên chúng ta vẫn còn rất là nhiều giải pháp khác, không nhất thiết là chúng ta phải gọi là chúng ta dồn vốn vào chúng ta chơi các cái dự án point, đúng không? Các dự án có điểm thưởng, chúng ta vẫn còn rất là nhiều những dự án khác họ không có triển khai cái chương trình điểm thưởng này, và họ cũng vẫn có những cái
tiềm năng AirDrop cho người dùng như bình thường thì đó là một cái câu chuyện khác. Tuy nhiên nếu như mà đặt trong cái chủ đề hôm nay, nếu như buộc phải chọn giữa hai cái dự án mà họ đang có một cái chương trình point giống nhau thì đâu sẽ là những cái tiêu chí mà Tiến muốn liệt kê ra để cân nhắc lựa chọn? Bởi vì chúng ta biết là cái chi phí cơ hội cũng là một cái thứ mà rất là đáng cân nhắc ở trong cái thị trường giá lên như thế này. Dạ, yeah. Thì đúng, dù như anh Nguyên nói là nếu mà phải đưa ra một cái hai cái dự án và chúng ta buộc phải chọn một trong hai thì chắc chắn là sẽ có những cái tiêu chí khác nhau. Nếu mà là em thì ok, thì em sẽ có những cái ưu tiên nhất định. Ví dụ như thứ nhất thì em sẽ lựa chọn những cái dự án nó kiểu không phải thiên về cái kiểu quá là kiểu linear, kiểu là kiểu linear point, tức là càng nhiều point thì allocation của mình càng lớn và càng ít point allocation của mình càng bé, thì có lẽ là em sẽ không ưu tiên quá nhiều đối với những cái dự án như vậy. Vì cơ bản là chúng ta thực sự được khâu retail, chúng ta không có quá nhiều tiền giống như là những cái well hoặc là những cái venture chúng ta nhảy vào cái cuộc đua gọi là solo point đến như vậy. Thứ hai là cái việc là những cái dự án về cái point program của họ nó không có rõ ràng về cái việc mà là sẽ có bao nhiêu point hoặc là cái chương trình point program của họ sẽ kéo dài trong bao lâu. Ít ra sẽ có hai những cái tiêu chí như vậy. Thứ nhất là họ, nếu mà tốt nhất thì họ có thể rõ ràng trong cái việc là sẽ có bao nhiêu point được in ra như là Athena hoặc là Fentech. Còn nếu họ không thể rõ ràng những việc đó thì ok, ít ra sẽ họ sẽ rõ ràng những việc mà point program này của họ sẽ phải kéo dài trong bao lâu. Ví dụ như RIP họ thông báo là sẽ kéo dài trong 3 tháng hoặc là những cái dự án tương tự như vậy họ sẽ kéo dài trong bao lâu đó, để chúng ta có thể dựa vào đó chúng ta phân bổ cái nguồn lực của chúng ta như thế nào đó cho hợp lý, hoặc là chúng ta ước lượng là cái nguồn tài chính của chúng ta như thế nào để chúng ta tham gia cho nó cái hợp lý. Và bên cạnh đó thì một trong những cái yếu tố mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn hai dự án đó chính là cái core product của cái dự án. Tức là dự án đó phải thực sự là nó tạo ra được cái, nó đáp ứng được cái real demand đến từ người dùng, chứ không phải chỉ là những cái AirDrop farmer, những cái young investor nhảy vào để farm rồi xong xả dự án như là bình thường. Họ phải tạo ra được cái demand thực sự, giống như là dự án Asia Layer mà chúng ta vẫn đang quan tâm trong khoảng thời gian dài thì lại đây. Thì đó. Thì ok, đó là những cái tiêu chí mà em sẽ ưu tiên khi mà nhìn vào hai dự án đó thì mình sẽ lựa chọn những cái dự án nào. Tất nhiên thì mỗi người sẽ có một góc nhìn, một cái quan điểm khác nhau. Thì đó là cái góc quan điểm của em. Anh thì anh nghĩ như thế này, tức là về cơ bản á, thì đồng ý với Tiến là cái sản phẩm lõi vẫn là cái câu chuyện mà chúng ta nên đặt lên hàng đầu. Point nó đơn thuần nó chỉ là một cái kích thích thôi, tức là một cái gọi là một cái công cụ để đưa mọi người đến với cái sản phẩm đó thôi. Còn về cơ bản nếu như mà cái sản phẩm đó họ không có một cái lợi thế cạnh tranh về dài hạn chẳng hạn, thì sau khi họ kết thúc cái chương trình point, họ airdrop cho người dùng, họ triển khai token, thì có thể cái token nó cũng sẽ phản ứng nó khá là tiêu cực sau khi cái thời điểm mà ra mắt. Thì rất là đồng ý cái câu chuyện là nên xem xét cái, nên bắt đầu từ cái sản phẩm trước, là liệu cái sản phẩm đó sau cái chương trình point nó họ có vẫn còn cái lợi thế cạnh tranh về dài hạn không, người dùng có tìm đến họ hay không. Cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện mà vì họ đã áp dụng cái mô hình point rồi, thì như có đề cập hồi nãy là làm sao để khuyến khích được những cái hành vi mà nó long term nhất có thể, thì cụ thể ở đây là nhiều round, tức là nó triển khai nhiều round khác nhau và nó tạo ra thêm cái động lực để người dùng ở lại với lại cái dự án đó, chứ không đơn thuần chỉ là ok một phát tạo ra cái chương trình đã xong rồi end luôn. Thì nó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là dự án họ cũng đâu đó cũng hơi vội trong cái quá trình ra cái điểm thưởng này, cụ thể là cái token của dự án. Thì nó cũng là một cái chi tiết là thể hiện cái sự đâu đó nó hơi vội của họ và nó không mang tính chất cam kết lắm, và nó cũng khuyến khích những cái hành vi nó không mang tính chất cam kết lắm. Cái tiêu chí thứ ba mà cá nhân mình thôi nha, từ cái view của cá nhân mình thôi, đó là mình sẽ chọn những cái dự án mà cái yêu cầu về mặt tham gia, tức là cái loại vốn mà mình tham gia vào thì nó sẽ có cái yếu tố cô đặc hơn một xíu. Tức là chúng ta có thể cân nhắc là dùng những cái USDC, USDT đúng không? Về cơ bản là cái nguồn vốn đó chúng ta bỏ vào thì chúng ta cũng không mất gì nhiều. Hoặc là chúng ta cân nhắc là bỏ những cái đồng coin nó có cái cap nó lớn á, thì cái độ biến động của nó không quá nhiều. Thì đâu đó chúng ta sẽ sử dụng những cái tài sản đó chúng ta ứng dụng vào trong cái quá trình đi thử nghiệm cái sản phẩm mà chúng ta kiếm về những cái điểm thưởng như vậy. Thì đâu đó nó cũng sẽ gọi là nó giảm thiểu những cái thiệt hại đúng không? Nó giảm thiểu những cái thiệt hại, những cái chi phí trong cái quá trình chúng ta đi thử nghiệm các cái sản phẩm đó. Tại vì đâu đó có những cái chương trình, ví dụ như là về mặt những cái chương trình mà họ
trao điểm thưởng theo vol chẳng hạn, theo volume chẳng hạn, hoặc là theo những cái cung cấp thanh khoản đúng không? Thì đâu đó những cái hình thức mà những cái nguồn vốn đầu vào của mình đâu đó nó sẽ bị biến động rất là nhiều, vì chúng ta phải trả phí giao dịch nè, rồi chúng ta phải cung cấp vô những cái vol, thì đâu đó nó sẽ phát sinh ra những cái biến đổi về tỷ giá, thì nó cũng là một cái yếu tố mà chúng ta nên cân nhắc. Thì đó là cái yếu tố thứ ba, tức là cái độ cô đặc của vốn khi mà chúng ta bỏ vào và chúng ta tham gia những cái dự án này. Rồi thì ok, thì chắc là câu hỏi tiếp theo đi. Thì nếu như mà anh em theo dõi cái cũng có một cái tập về Aerobe, và bọn mình có thảo luận với nhau là liệu đây có phải là một cái zero sum game hay không, thì đã có một tập podcast cách đây vài tuần rồi, thì anh em cũng có thể tìm lại theo dõi cái tập này. Thì trong cái tập đó thì cũng có một cái ý mà Tín nói là cái câu chuyện là Aerobe này về point ấy nha, về điểm thưởng ấy nha, thì đâu đó nó là well game. Thì anh cũng lật lại cái vấn đề là anh cũng hỏi, cũng thắc mắc là nếu như mà về bản chất nó là well game ấy, thì đâu đó liệu có cái cách nào để cho những retail, những người mà chơi nó không có quá nhiều lợi thế về mặt vốn chẳng hạn, mà muốn tham gia vào cái game này, thì làm sao họ có thể có những cái chiến lược nó phù hợp, và để họ có những cái outcome, những cái kết quả mà nó hiệu quả so với cái lượng input mà họ đã bỏ vào. Thì cũng muốn nghe cái góc nhìn của Tiến về cái việc là lật ngược cái vấn đề như thế này. Ok, nói chung là về cái câu chuyện mà well game về trong cái thị trường crypto đối với lại những program này, có lẽ là ai trong chúng ta cũng đã phần nào kiểu hình dung ra được rồi. Bởi vì theo như có lẽ là chúng ta đều thấy là theo như phần lớn những cái dự án trên thị trường ở thời điểm hiện tại, thì đa phần những cái boy program ở thời điểm hiện tại đều đang theo cái kiểu là linear, thì như mình nói là tuyến tính á, tức là càng nhiều tiền đổ vào, tức là thì sẽ có cái allocation của mình nhận về nó sẽ càng lớn, và vô hình chung nó sẽ ngày càng nó giảm bớt đi những cái cơ hội cho những cái retail như chúng ta có thể kiếm được gọi là những cái abnormal return đối với lại những cái cơ hội làm cái chương trình Aerobe này. Thì tuy nhiên nói chung là vẫn sẽ có những cái ngách nào đó mà chúng ta có thể thực sự chúng ta đào sâu vào được, và chúng ta có thể kiếm được cái lợi nhuận cao. Ví dụ như mình nói cái câu chuyện về Linear với lại về Tire chẳng hạn, Aerobe chẳng hạn. Nếu mà anh em đều nhớ tới cái chương trình Aerobe của Zito, thì có thể thấy là Zito họ chia theo cái kiểu là Tire, tức là từ từng Tire sẽ có từng cái mức allocation nó khác nhau. Có thể điều đó nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái ít những cái cơ hội để có thể được cào bằng chung với lại những cái người mà kiểu họ lợi thế hơn chúng ta về mặt về nguồn vốn, rồi lợi thế hơn chúng ta về mặt nguồn lực kiểu vậy. Thì chúng ta sẽ được cào bằng chung với họ, và ok, chúng ta sẽ nhận được một cái allocation nó cao hơn một xíu so với bình thường, kiểu là như vậy. Thì những cái dự án như vậy thì đó là những cái cơ hội investor. Nhưng mà tất nhiên không phải là chúng ta nhìn vô chúng ta biết được là dự án nào, ngoại trừ khi mà dự án thông báo thì chúng ta sẽ không thể nào hình dung ra được là dự án nào sẽ kiểu Tire, rồi dự án nào sẽ kiểu Linear kiểu vậy. Thực ra đôi khi có một vài lúc họ cũng thông báo trước để gọi là để tạo ra cái khuyến khích, để tạo ra một cái cuộc đua đúng không? Tạo ra cuộc đua Tire thì nó kiểu vậy. Thì nếu mà dự án nó lại thông báo trước như vậy thì nó lại cũng vô hình chung là tạo ra một cái cuộc đua khác, cuộc đua Tire khác. Thì ok, thì bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái ngách, giống như là kiểu chúng ta tìm ra được những cái dự án kiểu tiềm năng từ sớm đi. Ok, bởi vì chúng ta không có cái nguồn lực nhiều như những cái well, những cái investor lớn trong thị trường, thì chúng ta phải dựa vào những cái nguồn lực khác của chúng ta tìm, chúng ta chăm chỉ, chúng ta tìm được những cái dự án tiềm năng, chúng ta đầu tư vào nó từ sớm, chúng ta tham gia những cái program của nó từ sớm, thì chúng ta sẽ có lợi thế hơn. Nếu mà những cái dự án đó có tính cái điểm program của họ dựa trên time way, thì chúng ta sẽ lợi thế hơn về cái việc gọi là chúng ta là những cái early investor, giống như kiểu agent layer vậy đúng không? Theo như cái công thức của họ thì so với lại một người mà họ tham gia vào cái program của agent layer sớm khoảng 10 lần, thì họ cũng sẽ có cái lợi thế tương đương với việc là họ có một cái nguồn lực cao gấp 10 lần vào cái thời điểm đó. Tức là nó là một cái phép nhân. Nó là một cái phép nhân. Tức là nếu bạn vào sớm 10 lần so với người ta thì bạn sẽ lợi về cái nguồn lực, nguồn vốn của bạn gấp 10 lần so với người ta. Nó sẽ kiểu là như vậy. Thì đó cũng là một cái lợi thế mà investor mà chúng ta, những cái retail như chúng ta có thể tận dụng được. Bởi vì cơ bản là đúng, chúng ta phần lớn thì chúng ta sẽ không có nguồn lực như là những cái well, những cái venture, nên là chúng ta phải tận dụng những cái ngắt như vậy. Không biết anh Nguyên có cái tip nào không nhỉ?
thực ra nói là tip thì cũng không đúng, nhưng mà tại vì cái này nó cũng khá là khó và mình cũng cá nhân mình cũng chưa thử và cũng chưa thành công được nên cũng không dám nói là tip. Nhưng mà mình có theo dõi một vài cái nội dung ở trên Twitter ấy, thì người ta có một cái, tức là không biết mọi người có thấy, có một vài cái dạng nội dung mà họ share cái bảng Excel, bảng Google Sheet á, mà gọi là họ tính từng cái discount về cái giá trị hiện tại của cái point á, và họ dựa theo đó là họ mua ở trên những cái OTC để họ có thể gọi là họ hưởng cái mức chênh lệch về cái giá trị của cái point đó. Thì cái đó nó cũng thú thật là nó cũng khá khó với nhiều người, bởi vì nó cũng cần rất là nhiều những cái nghiên cứu và rất là nhiều những cái tính toán và những giả định nữa. Bởi vì ở trong hầu hết những cái bảng tính đó thì chúng ta cũng biết là nó cũng có một cái biến số là không biết khi nào ra point, đúng không? Đúng, chúng ta sẽ không biết khi nào ra point hoặc là liệu họ có extend cái point program đó hay không. Đó là những cái biến số. Nên là khi mà đâu đó nếu mà tính toán theo kiểu là gọi là discount, gọi là chiết khấu cái dòng tiền về các thứ á, chiết khấu dòng tiền về present value, thì nó cũng hơi khó và nó cũng hơi thú thật là nó cần nhiều cái thông tin liên quan tài chính và chúng ta cũng khá là khó để thực hiện cái việc đó. Nhưng mà đâu đó nó cũng là một cái gợi ý, cũng là một cái cách làm mà chúng ta cũng đâu đó nên tìm tòi và thử. Rồi thì ok, mình nghĩ là câu chuyện tuần này đâu đó nó cũng sẽ có một vài cái tranh cãi, những cái góc nhìn nó có thể nó sẽ trái chiều. Cho nên là mình cũng muốn disclaimer trước với anh em, đó là toàn bộ nội dung của DeFi Discussion tuần này chỉ mang tính chất là những cái chia sẻ của cá nhân bọn mình, những cái góc nhìn cá nhân thôi, và nó sẽ không được xem là lời khuyên đầu tư. Thì hy vọng là đâu đó những cái nội dung trên đây đâu đó nó sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin, những cái góc nhìn thú vị thôi, và từ đó anh em có thể tự đưa ra được cho mình những cái quyết định làm sao cho nó phù hợp trong cái bối cảnh mà chúng ta bị tạm gọi là bội thực về point như hiện tại. Rồi thì ok, thì DeFi Discussion tuần này cũng dài rồi. Thì bây giờ sẽ là lời chào của Tiến gửi đến các bạn đang nghe podcast ha. Ok, thì rất là cảm ơn những anh em đã nghe podcast tới cuối ha. Thì đây là một chủ đề theo mình nghĩ cũng là khá là hay mà chúng ta có lẽ nên quan tâm tới, bởi vì theo mình cảm thấy là tất cả chúng ta đều đang bị cuốn vào một cái vòng xoáy point program mình, rất là nhiều những cái giá đang đưa ra. Thì ít nhiều thì chúng ta cũng nên chuẩn bị cho mình những cái hành trang, những cái quan điểm, những cái góc nhìn cũng như những cái sự chuẩn bị khi mà chúng ta bắt đầu tham gia vào những cái program này. Ok, rồi thì cảm ơn anh em đã dành thời gian cho DeFi Discussion đến tận những giây cuối cùng, và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Rồi, bye bye anh em.